Em trao duyên về cho những người anh ở miền Tây, những người anh rất là tâm huyết về cổ vật. Cũng là một cái duyên may mắn khi người anh chốt nguyên một lô như thế này, thì có những khách của em mua lại nguyên một lô, có lời luôn, lời ngay mấy triệu, nhưng mà người anh vẫn không nhất quyết không bán, bởi vì người anh là sưu tầm và bảo tồn những cái di sản, những cổ vật mà ông cha ta đã làm thất lạc và cũng giống như là không giữ gìn được. Và người anh ở miền Tây rất là tâm huyết, đã giữ gìn bảo tồn những cái di sản quý, và cũng giống như là em trao duyên bằng cả cái tâm huyết, bằng cả cái uy tín của em, bảo hành những cái cổ vật chuẩn cổ đến trọn đời, để cho những người anh, những người khách đặt trọn niềm tin ở mình bằng những cái kinh nghiệm mà lâu năm mà em đã trao duyên. Và tất cả những hiện vật em trao duyên đều bảo hành chuẩn cổ đến trọn đời, để cho tất cả những khách trên khắp các tỉnh trên toàn quốc, để mà an tâm mình sở hữu những món đồ quý, những món đồ đẹp. Riêng với một lô đồ như thế này thì có những cái món rất là đẹp mà khi người anh đã sở hữu, người anh sở hữu của em những món đồ này thì có khách mua lại. Mà đây cũng là một cái duyên và cũng giống như là một cái lợi nhuận em trao gửi đến cho người anh ở miền Tây. Tất cả những cái hiện vật này đều có chứng chỉ, đều có bảo hành đến trọn đời. Còn riêng cái bình vôi này, riêng bình vôi này được một người vị khách ở Sài Gòn mua. Đây là cái dòng gốm cổ của Quảng Đức, hai bên chạm Hổ Phù. Cái bình vôi này nó chạm, có nghĩa là được nghệ nhân xưa người ta làm đúc nguyên một cái con rồng như thế này, nó rất là đặc sắc, rất là đẹp. Dòng gốm Quảng Đức là dòng gốm cổ ở ngoài Quảng Ngãi, Quảng Nam, và nó được những cái người sưu tầm người ta lưu giữ. Mặc dù đây là một cái món đồ cũng đã bị thương binh, nó bị nứt đôi này, nó bị nứt đôi rồi, nhưng mà được một vị khách ở Sài Gòn mua của em đã không ngại về những cái vấn đề về tiêu bản, có nghĩa là họ chơi về tiêu bản, nhưng mà đúng độ tuổi, đúng cổ vật, rất là đẹp. Đây là cái món đồ dòng gốm ở miền Trung của tỉnh Quảng Nam. Thì đây là cái đề tài vẽ rồng, nó dành cho những cái cung bậc quan lại của triều nhà Nguyễn. Đấy, thì đây là cái hiện vật nó rất là quý. Nếu như mà nó toàn hảo hết thì cái giá của nó lên đến vài 30 triệu. Còn đây thì nó là tiêu bản nên nó chỉ có vài triệu thôi. Em chia sẻ đến tất cả các bác về dòng gốm cổ Quảng Đức dành cho các bậc vương triều mới có rồng như thế này. Và đây là em lưu giữ lại những món đồ này để mà mai sau có cơ hội mà được nhìn lại những món đồ mà mình đã được trao duyên về cho người anh miền Tây.